hoạch chấn chỉnh nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác có liên quan đến nghệ thuật. Tối hôm qua 2 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao tổ chức đoàn kiểm tra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Đoàn kiểm tra Sở Văn hóa Thể thao đã kiểm tra chương trình biểu diễn nghệ thuật chuỗi sự kiện lễ quốc khánh Jam Resort Hồ Tràm do công ty trách nhiệm hữu hạn Jam Media tổ chức tại khu du lịch Jam Resort Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc. Đơn vị tổ chức đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến chương trình biểu diễn. Với một cái quy mô tổ chức như thế này thì đã được Ủy ban Nhân dân huyện duyệt nội dung chương trình, và tất cả mọi thứ là phía chủ đầu tư cũng đã nhận được một cái sự phê chuẩn các chi tiết, bao gồm những cái công tác về an ninh trật tự, bao gồm công tác phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu. Tất cả mọi thứ là phải tuân theo những cái quy định căn bản của việc tổ chức một sự kiện. Thì qua cái nhận xét chung cho thấy, về mặt cơ bản, hầu hết các cái cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật như trường hợp như đây thì đều chấp hành nghiêm túc các cái quy định của Nghị định 144, trong đó về thẩm quyền, về thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các cái quy định khác có liên quan như quyền tác giả, tác phẩm các bài hát, rồi việc ký kết các hợp đồng với các ca sĩ biểu diễn. Thì về cơ bản thì các đơn vị đều chấp hành khá nghiêm túc. Đoàn kiểm tra Sở Văn hóa Thể thao yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Jam Media tiếp tục đảm bảo các quy định pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, và với các sự kiện sẽ tổ chức trong thời gian tới, đoàn cũng đề nghị công ty chủ động xây dựng kế hoạch để được cấp phép biểu diễn theo quy định.